Nếu cô chú anh chị và các bạn đang gặp tình trạng về đau lưng, mỏi lưng, thoái hóa lưng, bị đau dây thần kinh tọa hay chúng ta có thể bị thoát vị đĩa đệm thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài tập yoga trị liệu phần lưng đau sau nhé. Đây là bài tập yoga mà Kim Ba đã áp dụng thường xuyên vào các lớp học yoga trị liệu của mình, đã giúp cho hàng chục nghìn học viên thay đổi sức khỏe và cải thiện tình trạng phần lưng đau của họ trong thời gian vừa qua. Cũng như rất nhiều những người bạn của Kim Ba, đó là những bác sĩ về trị liệu phục hồi, họ đã giới thiệu bài tập này cho bệnh nhân của họ sau mỗi khi chữa trị và phục hồi. Và tất nhiên chẳng ai chúng ta mong muốn mình bị trở nặng hơn, bị cảm giác đau lưng dai dẳng trong nhiều ngày, nhiều tháng như vậy. Do vậy thì để cải thiện, cô chú anh chị hãy lưu lại bài tập này để chúng ta tập luyện một cách thường xuyên đều đặn mỗi ngày được không ạ? Và bài tập này đã được Kim Ba tinh lọc lại để cô chú anh chị, những người mà kể cả chưa tập yoga bao giờ cũng có thể hoàn toàn thực hiện bài tập này chỉ 20-30 phút mỗi ngày thôi. Chắc chắn cô chú sẽ thấy rằng là cái phần lưng của mình cảm thấy rất là dễ chịu chỉ sau bài tập ngày hôm nay. Và để bài tập này hiệu quả hơn, cô chú anh chị có thể có một chiếc thảm để chúng ta tập luyện một cách chuyên nghiệp hơn, có một chiếc gạch hoặc là một cái gối để chúng ta hỗ trợ cho một vài tư thế đầu tiên, được không ạ? Và ngay bây giờ hãy cùng tham dự trong bài tập yoga trị liệu phần lưng đau cùng với Kim Ba nhé. Và cô chú anh chị hãy ngồi khoanh hai chân của mình trong tư thế đầu tiên. Tất nhiên một số người sẽ cảm thấy rất là khó, cái gối chúng ta sẽ bị bênh cao lên rất là lớn do chúng ta có thể bị liên quan đến cả phần khớp gối bị sờ cứng nữa. Dĩ nhiên khi bà sẽ tạo thêm những bài tập mới thì cô chú có thể ngồi trên một cái gối nhỏ, hoặc là nếu ở nhà có viên gạch tập yoga thì chúng ta sẽ ngồi trên cái viên gạch để chúng ta nó hạ thấp cái đầu gối xuống để chúng ta thấy dễ chịu hơn, đúng không ạ? Ngồi trên chiếc gối này hoặc là viên gạch. Rồi, ngồi khoanh hai chân, giữ lưng thẳng, chúng ta bắt đầu nào. Giữ lưng thẳng, đẩy ngực lên. Hít vào, hai tay chúng ta đặt lên nhau. Hít thở bằng mũi nhé. Vươn tay lên, vượt qua đầu, đẩy ngực lên để kéo giãn toàn bộ cột sống và phần vai. Đẩy khuỷu tay sang hai bên, đưa bàn tay vào sau đầu. Nâng cằm lên một chút. Tiếp tục khép khuỷu tay áp sát vào thân, thở ra, hạ tay xuống. Chúng ta lặp lại. Hít vào, đặt tay lên nhau. Vươn lên, vượt qua đầu. Đẩy ngược lên. Đẩy khuỷu tay sang hai bên. Ép sát khuỷu tay vào thân. Thở ra, hạ xuống. Lặp lại. Hít vào, vươn tay lên. Đẩy khuỷu tay sang hai bên. Ép sát khuỷu tay vào thân. Hạ xuống, thở ra. Rất dễ chịu đúng không? Động tác hỗ trợ cho khoang ngực chúng ta nó linh hoạt hơn, hít sâu được nhiều oxy nhiều hơn. Hai tay chúng ta chống hai bên, chống bằng ngón tay thôi. Giữ lưng thẳng, hơi mím môi lại một chút. Giữ nguyên, hít vào, đẩy căng ra cổ lên trên, ngửa cổ lên, hơi mím môi lại. Đẩy ngược lên. Thở ra, cúi đầu xuống, cằm ghi sát vào ngực. Lặp lại. Hít vào, đẩy ngực lên, đẩy cằm lên. Thở ra, cúi đầu xuống. Lặp lại. Hít vào, đẩy ngực lên, đẩy căng ra cổ lên trên. Thở ra, cúi đầu xuống, ghi cằm gần sát vào ngực. Từ từ ngẩng lên, chúng ta xoay đầu sang hai bên nhé. Tay vẫn chống sang hai bên. Giữ nguyên, hít vào. Thở ra, xoay đầu sang trái. Hít vào, xoay đầu lại, chúng ta xoay căng nhé. Thở, xoay bên phải. Lặp lại. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay bên phải. Một vòng nữa. Hít vào, xoay đầu lại. Thở ra, xoay bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. thò ra xoay bên phải. Từ từ xoay đầu lại. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Duỗi thẳng cánh tay, vươn tay về sau. Thả lỏng vùng cổ. Hít vào trùng tay lại, hai tay đan lại sau lưng. Cô chú giữ nguyên vị trí nhé. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng. Lặp lại. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay. Hít vào chùng tay, tay đan lại sau lưng. Đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng. Một vòng nữa. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay. Hít vào chùng tay, tay đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy tay ra xa khỏi lưng. Từ từ buông tay, buông tay. Các động tác tác động vào nhóm ở phần đốt sống ngực bên trên. Phần trên linh hoạt thì nó sẽ hỗ trợ cho phần thắt lưng chúng ta nó không bị áp lực quá nhiều. Hít vào tay ra ngang. Tay phải vươn lên, tay trái chống xuống. Thở nghiêng bên trái, xoay đầu nhìn lên trên, kéo giãn toàn bộ sườn bên phải. Hít thở bằng mũi nhé. Hít vào nâng lên, tay trái vươn, tay phải hạ xuống. Thở nghiêng bên phải, xoay đầu nhìn lên trên. Hít vào nâng lên, chúng ta đổi bên nào, tay phải vươn. Thở ra nghiêng bên trái, vươn xa tay bên phải ra. Hai phần mông vẫn chạm xuống thảm nhé. Hít vào nâng lên, tay trái vươn, tay trái. Thở, xoay đầu nhìn lên trên. Cảm giác kéo căng, giãn sườn bên trái đấy. Hít vào nâng lên, tay phải vươn lên nào. Thở, nghiêng trái. Xoay đầu nhìn lên phải. Hít vào nâng lên, nào nốt bên, tay trái vươn. Thở, nào xoay đầu sang trái nhìn lên trên. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Rồi chân phải giữ nguyên, chân trái ra ngang. Bàn chân trái dựng lên. Bàn chân trái chúng ta dựng lên. Nào giữ lưng thẳng. Giữ lưng thẳng. Giữ nguyên hít vào. Nào đẩy ngực lên nhé, đẩy phần bụng về phía trước này. Thẳng lưng, ưỡn ngực lên chút. Thở ra chúng ta lân thẳng hai tay về phía trước. Gập người xuống một cách từ từ. Nào bàn chân trái dựng lên. Giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm nhé. Cảm giác bây giờ có thể hơi căng căng phần khớp háng một chút. Khớp háng chân trái ấy. Nào giữ nguyên, hít thở chậm. Nào đừng gù lưng như thế này. Chúng ta vươn dài lưng ra. Cái mang tai và cái vai nó cách xa nhau ra. Thì cái cột sống nó bắt đầu vươn dài. Thì nó mới kéo giãn tốt hơn được. Và tùy độ dẻo của mỗi người, chúng ta có thể là trùng tay thêm và gập sâu. Tập tốt hơn nữa, sau này nhiều lần lặp lại chúng ta có thể dẻo hơn. Thì thậm chí chúng ta có thể nằm sát người xuống. Chú ý cảm giác căng ở phần chân của bên trái nhé. Khớp háng chân trái. Động tác là kéo giãn vào nhóm cơ gân sau của chân của chúng ta. Từ đó hỗ trợ cho phần khung chậu chuyển động tốt hơn. Giải phóng sự căng thẳng cho phần lưng. Đồng thời giảm các tình trạng về đau nhức chân. Và máu huyết chúng ta lưu thông đến phần chân một cách tốt hơn. Thường những người bị đau chân, đau lưng, đau thoát vị đĩa đệm thì phần chân cũng rất là yếu. Vì cái dinh dưỡng xuống chân nó cũng bị tắc nghẽn. Nên là chút nữa chúng ta sẽ tập thêm nhiều động tác liên quan phần chân nữa. Chú ý lưng thẳng, mang tai và vai cách xa nhau ra. Hít thở chậm, giữ tĩnh động tác. Mỗi ngày dẻo hơn thì chúng ta gập sâu xuống nhiều hơn. Rồi hít vào một hơi. Từ từ nâng lên. Thở ra. Rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ cô chú sẽ xoay hết người sang bên trái. Duỗi thẳng hai chân ra đã. Duỗi thẳng hai chân đã. Rồi bây giờ co chân phải lại, gần sát vào háng. Chỉnh lưng thẳng. Câu thần chú chúng ta luôn luôn thẳng lưng chứ không cuộn như này nhá. Thẳng lưng, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Bàn chân trái dừng lên. Vươn thẳng hai tay về phía trước, chạm tay xuống thảm. Và bây giờ cố gắng dựng bàn chân lên, dựng bàn chân lên. Giữ nguyên hít vào, đẩy ngược lên, đẩy thắt lưng về phía trước. Thở ra chúng ta giữ nguyên và hít thở chậm. Bây giờ mỗi lần hít thở thì chúng ta có thể bắt đầu tiến tay ra xa. Người chúng ta vươn ra xa để gập người gần vào chân. Chú ý làm chậm thôi, nó sẽ cảm thấy căng giãn toàn bộ phần chân. Nào, mang tay và vai cách xa nhau ra để cho lưng chúng ta luôn vươn dài thẳng. Và hít thở chậm. Đừng nhanh quá, đừng gập quá căng nhé. Quá căng làm chúng ta đau và nó mất hiệu quả của động tác. Hít thở chậm. Chú ý phần thắt lưng nào, phần thắt lưng vươn dài ra. Không gập được xuống sâu thì chúng ta nâng cao lên để làm sao chân và thân người mình thẳng. Hít thở chậm. Cảm giác căng của mọi người thì nhiều ở phần chân, nhưng chính xác quá trình chúng ta kéo giãn phần chân, phần khung chậu cũng kéo theo, đồng thời làm giãn, giảm bớt sự căng thẳng ở phần thắt lưng của chúng ta. Ở trong tư thế này cũng là một cái để kiểm tra sức khỏe. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái ngón chân của mình không ạ? Thì một cái độ linh hoạt của chân và phần lưng được gọi là bình thường. Thì trung bình chúng ta cái ngón chân này, nó cách chán của chúng ta ấy, đo từ chán ấy. Và không được trùng gối nhá, không phải trùng gối này đâu, đừng kéo căng quá. Thì chân và chán thường sẽ cách nhau khoảng tầm 1 gang tay rưỡi. Thì là gọi là ok. Hay là chân và thân tạo thành góc 45 độ. Thì chút nữa kết thúc bài tập này, cô chú comment xuống là xem là cái chân trái của mình ấy, nó cách ngón cách chán của chúng ta bao nhiêu gang nhé. Thì chúng ta đo lường mỗi lần luyện tập chúng ta sẽ tăng dẻo linh hoạt hơn. Hít sâu một hơi và từ từ nâng lên. Đấy. Những ai mà cái khoảng cách giữa trán và ngón chân ấy, nó cách xa nhau quá, hơn gang tay, thì cũng đồng nghĩa với việc là cái phần lưng chúng ta rất là cứng, chúng ta phải tập luyện nhiều hơn. Rồi co chân trái, chúng ta lại ra ngang chân phải ra. Bàn chân phải dựng lên, bàn chân phải dựng lên, đẩy ngược lên. Nào, bàn chân phải dựng lên, hít vào đẩy ngược lên. Thở ra chúng ta gập về phía trước, gập về phía trước. Bàn chân phải dựng lên nhé. Hít thở chậm. Ai dẻo hơn thì chúng ta sẽ gập sâu người xuống. Hết tầm về sau động tác này chúng ta sẽ nằm gần như là nằm áp sát xuống. Nhưng chú ý đấy là quá trình thực hiện mỗi ngày nhé. Không cần phải quá nhanh. Để kéo giãn ở phần lưng, phục hồi thì chúng ta mỗi ngày đã tiến bộ thêm một chút. Miễn sao cảm giác căng ở vùng khớp háng, có thể là cả chân trái và chân phải. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Đẩy ngực lên. Thả lỏng trán. Thả lỏng trán. Những ai mới tập thì chúng ta hay có thể hơi nóng vội một chút, chúng ta cố gắng gập sâu xuống, nhưng không cần đâu, chỉ thấy nó hơi căng một chút là được. Đừng để nó căng quá thì mọi người đau, mọi người sợ tập nó sẽ bị mất động lực. Rồi hít sâu một hơi, chúng ta ngồi dậy nào. Thở ra, bây giờ xoay hết người sang bên phải. Nào, duỗi thẳng hai chân. Co chân bên trái lại. Co chân trái. Bàn chân phải dừng lên. Thẳng lưng lên. Hít vào đẩy ngược lên, thẳng lưng lên. Thật ra chúng ta chống tay ra xa, chống bằng ngón tay. Đẩy ngược lên. Cảm giác căng toàn bộ phần chân, nhưng lưng vẫn giữ thẳng nhé. Và hít thở chậm. Hít thở chậm. Mỗi ngày tập tốt hơn thì chúng ta tiếp tục vươn xa, hướng trán của mình về phía ngón chân. Nhưng chú ý có thể không phải ngày hôm nay, mỗi ngày hôm nay chúng ta tiến một chút thôi. Hít thở chậm, bàn chân phải dựng lên. Chú Lê nhớ đo nhé, xem là chân phải và chân trái thì phía bên chân nào là linh hoạt hơn. Chúng ta sẽ phải tập luyện đều cả hai chân. Một người mà đau lưng, thường là chân cũng sẽ bị yếu và lưng sẽ bị yếu. Thì động tác này cũng là động tác kiểm tra sức khỏe của chúng ta. Yêu cầu trán là cách ngón chân tầm khoảng 1 gang tay rưỡi thì là ok. Còn nếu chúng ta gần hơn thì càng tốt. Còn nếu xa hơn thì chúng ta sẽ phải luyện tập để tăng sự linh hoạt cho các khớp và các cơ của mình. Nào, hít thở chậm. Chú ý đừng căng quá nhé. Nhiều người gập sâu căng quá, sợi dây cơ nó kéo rất là mạnh, đôi chân còn rung hẳn lại, hoặc đầu gối bị cong lại thì không được đâu nhé. Như vậy là không hiệu quả đâu. Rồi hít sâu một hơi. Thật ra chúng ta ngồi dậy. Rồi bây giờ lại xoay người sang trái, co chân phải lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình giữ đến ngón chân cái. Còn ngón cái chúng ta tiếp tục bám chặt lại ba ngón tay để giữ chặt ngón chân cái. Nào bây giờ giữ gót chân chúng ta cách xa háng tầm một gang tay. Hít vào đẩy ngược lên, thở ra chúng ta vươn về phía trước và gập xuống. Hướng cằm ra xa, kết hợp với khuỷu tay chúng ta ghi hai chân xuống. Giữ nguyên động tác và hít thở chậm thôi. Sẽ có một số cô chú anh chị và các bạn sẽ có đầu gối nâng lên rất là cao. Thì đấy cũng là dấu hiệu phần khớp háng chúng ta sẽ bị xơ cứng. Những dấu hiệu của phần đau dây thần kinh tọa hoặc đau lưng cũng là việc là khớp háng bị thiếu sự linh hoạt. Nào vai mang tay cách xa nhau ra thì nó sẽ tạo ra xu hướng là cột sống luôn duỗi dài. Thì nó mới giải phóng sự áp lực lên các đĩa đệm được. Nào hít thở chậm. Rồi hít sâu một hơi, chúng ta từ từ ngồi dậy, thở ra. Bây giờ cô chú anh chị có thể xoay người sang trái, chúng ta nằm nghiêng và từ từ nằm xuống được không ạ? Để hỗ trợ cho phần lưng thì cơ bụng chúng ta cũng phải khỏe hơn. Thì Kim Ba hướng dẫn cô chú anh chị một động tác vừa kéo giãn dễ chịu phần lưng mà lại hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ bụng. Cơ bụng khỏe hơn nó sẽ hỗ trợ lưng tốt hơn. Lưng là nơi chịu tải sức nặng cơ thể chúng ta mà. Nào bây giờ duỗi căng mũi chân. Hai tay vươn về sau, ngón tay có thể móc vào nhau, lòng bàn tay ngửa lên trên. Cách thực hiện như sau. Khi Kim Ba hô hít vào thì chúng ta sẽ duỗi căng mũi chân của mình ra và vươn căng cả cánh tay để kéo giãn cột sống. Tập trung suy nghĩ vào cơ bụng, nén thở nghĩa chúng ta ngừng thở ấy, và gồng cứng cơ bụng của mình lại và nâng tay và vai lên. Người chúng ta sẽ rung lên đấy thì cơ bụng nó sẽ mặc định, nó siết cứng lại, nó được kích hoạt. Sau đó từ từ hạ xuống thở ra. Chứ không cần phải nâng quá cao nhé. Đặc biệt những ai bị thoát vị đĩa đệm chúng ta chỉ cần nâng lên người hơi rung một chút là được rồi. Chuẩn bị nào, duỗi thẳng mũi chân. Giữ nguyên, hít vào. Duỗi căng mũi chân, vươn căng tay, gồng bụng, nâng đầu và vai lên. Hạ xuống thở ra. Tập trung suy nghĩ vào cơ bụng, gồng cứng cơ bụng lại. Lặp lại nào, lặp lại. Hít vào. Nào duỗi căng mũi chân, vươn căng tay, gồng bụng, nén thở, ngừng thở đấy, nâng đầu và vai lên. Hạ xuống thở ra. Cảm thấy cơ bụng mình nó kích hoạt lại đúng không ạ? Người nó rung hẳn lên. Tất nhiên những người bị thoát vị đĩa đệm nặng ấy thì cái bụng nó sẽ rất yếu, chúng ta phải tập luyện nhiều động tác này hơn. Lặp lại nào, hít vào. Duỗi căng mũi chân, vươn căng tay, gồng bụng, nâng lên. Hạ xuống thở ra. 3 vòng nữa. Giữ nguyên, hít vào. Giữ căng mũi chân, vươn căng tay, gồng bụng, vươn lên, nâng lên. Hạ xuống thở ra. Là cố gắng phải tập cơ bụng thì nó mới hỗ trợ cho phần lưng được. Lặp lại, hít vào. Gồng bụng, nén thở. Nào giữ căng tay và chân, nâng lên. Hạ xuống thở. Lần cuối nào, lần cuối. Hít vào. Gồng bụng, nén thở, giữ căng tay và chân, nâng lên. Hạ xuống thôi. Thu tay lại. Chúng ta cảm nhận rất là rõ đó. Cơ bụng được gồng cứng lại trong động tác vừa rồi. Nó hay chỗ là nó vừa kéo giãn cột sống, sau nó lại siết được cơ bụng nữa, nên rất là khỏe. Đây là động tác hỗ trợ cho những người thoát vị đĩa đệm đấy. Tất nhiên đau lưng sẽ tập luyện rất là hiệu quả. Bây giờ co cả hai chân của mình lại, co chân lại. Ngón tay hướng gần vào gót chân. Ngón tay hướng gần gót chân, tư thế gọi là thế cái cầu trong yoga. Giữ nguyên, chúng ta hít vào một hơi nào. Hơi gồng cơ bụng của mình lại và nâng bụng lên. nâng mông lên, hạ xuống, thở ra. Động tác này hỗ trợ cho phần đùi, cơ bụng và một chút cả phần lưng sau nữa, để hỗ trợ phần lưng chúng ta tốt hơn. Lặp lại, hít vào, gồng bụng nén thở, nâng mông lên, hạ xuống, thở ra. Nếu tập tốt hơn, chúng ta hơi xoay mũi chân vào trong, sau đó hơi ép gối vào. Tất nhiên nếu mà ai đau khớp gối thì chúng ta sẽ không ép gối nhé. Ép gối vào trong ấy, thì nó sẽ siết cơ rất mạnh hơn. Hít vào, nén thở, gồng bụng, nâng mông lên, hạ xuống, thở. Lặp lại, hít vào, gồng bụng nén thở, nâng mông lên, hạ xuống, thở. 2 vòng nữa nhé. Hít vào, nén thở, gồng bụng, nâng mông, hạ xuống, thở. Nào, tiếp tục. Hít vào, nén thở, gồng cơ bụng, nâng lên, hạ xuống. Thôi, hai tay chúng ta đan lại, ôm lấy gối, ôm lấy gối, giữ nguyên ở đây và hít thở chậm. Hít thở chậm. Bây giờ hãy gác bàn chân phải, là buông tay ra, gác bàn chân phải lên đầu gối chân trái. Bàn tay phải chúng ta vòng vào trong giữa hai chân, tay trái vòng ra bên ngoài. Hai tay đan ôm lấy đầu gối, giữ nguyên chẳng làm gì cả và hít thở chậm. Hít thở chậm. Sẽ có một số người cảm thấy hơi căng căng ở phần mông bên phải, thì đó là dấu hiệu là cái nhóm cơ ở đấy nó bị tắc nghẽn, nó cứng, ảnh hưởng đến vấn đề đau dây thần kinh tọa hoặc là sự linh hoạt cho đôi chân của chúng ta. Thì chúng ta cảm thấy căng căng ở đấy là bình thường nhé. Tập nhiều nó sẽ giãn mềm ra. Rồi, hít thở chậm. Đây cũng là động tác hỗ trợ cho giảm sự đau lưng của chúng ta, nó hơi kéo nhẹ tác động massage vào cột sống lưng. Rồi chúng ta đổi bên nào. Hạ chân phải xuống, gác chân trái lên đầu của chân phải, tay trái vòng vào trong, tay phải vòng ra bên ngoài. Hai tay đan ôm lấy đầu gối. Rồi chúng ta thả lỏng người ra. Thông thường là phần mông bên trái sẽ căng nhiều hơn so với mông bên phải. Hít thở chậm. Cái nguyên lý phục hồi phần lưng đau này, đa phần một là kéo giãn lại cột sống, giảm áp lực cho các địa đệm. Hai là tăng cường sức mạnh nhóm cơ bụng của chúng ta lên. Tất nhiên những người đau lưng thì tập bơ cơ bụng nó sẽ khác. Giống như vừa rồi Kim Ba là chọn động tác đấy là rất là hợp với những người đang bị đau lưng. Còn các bài tập gập bụng thông thường thì nó lại vào bụng nhiều quá, nhưng nó hơi nặng, nó sẽ làm cho ảnh hưởng phần lưng chúng ta đau nhiều hơn. Nào, duỗi chân trái ra. Bây giờ mỗi tay chúng ta giữ một cạnh chân, mỗi tay giữ một cạnh chân nhé. Động tác này hơi cute một chút. Giữ nguyên, hít vào này. Thật ra chúng ta thả lỏng ra, dang rộng khớp háng ra. Rồi tay thì giữ cạnh chân. Mọi người sẽ cảm thấy hơi căng căng ở phần khớp háng một chút, không sao cả nhé, đừng để căng quá là được. Và giữ nguyên động tác, gối chúng ta có thể co cũng được. Động tác này mỗi ngày tập tốt hơn thì chúng ta có thể bắt đầu duỗi chân ra một chút hành trình về sau ấy nó có thể sẽ duỗi thẳng được chân, giống như Kim Ba chẳng hạn. Đấy, tất nhiên là hôm nay chúng ta đang bị cứng thì chúng ta sẽ tập dần. Nhưng mỗi ngày chúng ta sẽ dang rộng thêm một chút. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Từ từ thu chân lại. Hạ chân xuống, Bây giờ chúng ta duỗi thẳng chân và dựng bàn chân lên. Nào, dựng căng bàn chân lên. Chúng ta giống như chúng ta đang đạp căng gót chân ấy. Rồi, hít vào, hai tay đan lại, hai tay đan trước mặt. Nào, dựng bàn chân, đạp căng gót chân. Nén thở, vươn tay lật ngửa lòng bàn tay về sau, sau đầu. Nào, duỗi căng chân và căng tay. Duỗi căng chân và căng tay. Rồi thở ra, thu tay lại. Rất là dễ chịu đúng không ạ? Dễ chịu thì lặp lại thêm 2 lần đấy nhé. Lặp lại nào, dựng bàn chân. Hít vào tay đan. Nén thở, vươn căng tay về sau. Là kéo giãn cột sống. Thu tay lại, thở ra. 1 lần cuối nhá. Hít vào 2 tay đan. Nào, co bàn chân lại. Nén thở, duỗi tay về sau. Lật ngửa bàn tay về sau ấy, căng tay ra. Rồi, thu tay lại, thở ra. Rất dễ chịu. Bây giờ co gối chân trái, nằm nghiêng sang bên phải và chúng ta ngồi dậy. Đây cũng là trạng thái để chúng ta ngồi dậy hàng ngày, tránh bị đau lưng. Nào, ngồi khoanh 2 chân. Khoanh 2 chân. Giữ lưng thẳng. Hít vào 2 tay đan trước mặt nào. Thở, vươn, lật ngửa lòng bàn tay. Chú ý các động tác vươn tay đừng có ép chặt vào măng tay như thế này nhé. Chúng ta sẽ để một chút thoáng ở phần tay. Hít vào trùng tay, 2 tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng ngực về trước. Hít vào buông tay, 2 tay vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, 2 tay chúng ta chắp lại trước mặt. Cúi đầu xuống. Nở nụ cười. Và vừa rồi chúng ta đã hoàn thành bài tập yoga trị liệu cho phần lưng đau trong ngày hôm nay. Chắc chắn cô chú anh chị đã cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái đúng không ạ? Để bài tập này hiệu quả hơn, ngoài việc tập luyện thì Kim Ba mong rằng cô chú anh chị hãy tạo thành một thói quen tham gia cộng đồng cùng luyện tập để cải thiện sức khỏe cùng Kim Ba bằng cách là kết thúc bài tập này, hãy comment xuống bên dưới đó là ngày mình hoàn thành, thành phố mình đang sinh sống và cảm nhận của mọi người trong ngày hôm nay như thế nào với bài tập vừa rồi để Kim Ba có thể có sự xây dựng nó tốt hơn, tinh chỉnh càng ngày càng tốt hơn. Hay là có thắc mắc gì thì mọi người cũng comment ở bên dưới để Kim Ba có thể giải đáp cho mọi người đầy đủ hơn, toàn diện hơn trong những video tiếp theo được ạ. Và nhớ là tập đi tập lại hàng ngày. Ngoài ra thì cũng nhớ thay đổi cả cái thói quen của mình. Cả cô chú anh chị có nhớ là Kim Ba bảo là động tác ghi cằm vào hay động tác là mang tay cách xa vai ra để tạo chúng ta thói quen là ngồi thẳng lưng. Chứ nếu mà ngồi gù lưng lại thì cái mang tay và vai rất gần nhau, nó sẽ làm xẹp các địa đệm chúng ta xuống. Chúng ta hãy thẳng lưng lên như một thói quen hàng ngày, đúng không ạ? Và dĩ nhiên sẽ còn rất nhiều các bài tập khác nhau về cổ, vai, gáy, về lưng, về rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Thì cô chú anh chị có thể tham khảo thêm bài tập đấy thì Kim Ba gửi nó ở dưới các cái phần mô tả, hoặc là có thể tìm kiếm các bài tập đấy bằng các từ khóa vấn đề mọi người đang gặp phải, thì tìm kèm từ Đặng Kim Ba trên các nền tảng thì chắc chắn sẽ ra các bài tập đấy. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài tập tiếp theo. Xin chào.